Xin chào các bạn đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay Đức Nhân TV dẫn cho các bạn đến thăm một ngôi nhà rất đẹp ở nông thôn của gia đình của ông Hán bà Bảo, tức là con trai là Đường Hiền và thôn 7 xã Thường Mỗ các bạn nhé. Thì hôm nay các bạn đi theo chân mình vào thăm một ngôi nhà cổ rất đẹp và kiến trúc rất là giữ được nét truyền thống và các cái vườn cây vẫn còn rất là đẹp. Các bạn đi theo chân mình. Và đặc biệt từ ngoài cổng vào các bạn nhìn này, lát một cái nước gạch đỏ đã rất là hài hòa, rất là truyền thống các bạn. À, bên cạnh đây thì hai bên là có những cái cây cảnh rất là xanh tươi. Trong phong thủy học thì người ta phải có thần mộc để bảo vệ chủ sự trong gia đình. Thì những cái cây xanh xung quanh này các bạn, khi đi vào nhà thì các bạn nhìn thấy hai bên cây xanh rất đẹp. Và những cây xanh rất đơn giản nhưng mà mang một cái nét văn hóa truyền thống của người Việt. Bên này là cây khế, các bạn có thể liên tưởng đến cây khế là quê hương, là trùng khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Và nơi gốc cây này thì khi con cháu về xa đi làm về hoặc ngày thứ bảy chủ nhật thì nơi đây là nơi mà các cháu ngồi đây để ngồi nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau, chia sẻ những cái cuộc sống với nhau. Và nơi đây cũng là chia sẻ những kỷ niệm mà khi lúc còn nhỏ tuổi ấu thơ để hái những trái khế ngọt ngào này các bạn này. Đấy, các bạn nhé. Và các bạn nhìn cái phong cảnh nó rất là đẹp ngay ở ngay ngoại thất rồi. Khi một ngôi nhà đẹp theo cái truyền thống của phong thủy người Việt Nam thì quan trọng nhất ở ngoài là phải có cái sân. Cái sân là cái minh đường, là nội minh đường, còn đường cái ở ngoài gọi là ngoại minh đường. Thì cái sân này là ngày xưa gọi là chữa trăm mã, chính là chúng ta để xe cộ bây giờ cho con cháu xe máy, hoặc là những cái việc tiếp cái ngày hội nghị, hoặc là cái ngày Tết, hoặc là cái truyền thống, thì nơi đây là nơi có thể là làm nhiều mâm cỗ để ngồi ở ngoài sân để cho con cháu ngồi, còn các ông bà các ông bà cao tuổi thì ngồi ở ngoài trong nhà. Thì các bạn nhìn thấy xung quanh khung cảnh bên ngoài của ngôi nhà rất đẹp các bạn. Đây là ngôi nhà cổ ba gian các bạn. Các bạn nhìn xem có cả cổ ba gian. Và bên trái này thì các bạn biết đây là theo phong thủy thì tả thanh long, tức là bên trái vào tả thanh long hữu bạch hổ. Thì bên trái này là có cây khế này để phòng tả thanh long rất đẹp các bạn nhé. Để nó át đi những cái ngôi nhà cao tầng của bên phải của hàng xóm, tức là tả thanh long để trấn giữ cái phong thủy. Và đây là ngôi nhà ba gian và ba bậc tam cấp các bạn nhé, để thể hiện cái phúc lộc thọ. Và ở trước nhà các bạn chạm đục rất là đẹp các bạn nhé, và được cái ngói rất đẹp luôn các bạn. Và các bạn theo chân của mình vào trong nhà, xong chúng ta đi tham quan toàn bộ cái tổng thể ngôi nhà, gặp chủ nhà. Mời các bạn vào theo mình. Chào bác. Vâng, vào được. Xin chào các bạn, xin chào giới thiệu các bạn, đây là ông Hán, là một bộ đội về hưu, tức là cựu chiến binh các bạn nhé, đã từng là trong chiến trường rồi và xây một ngôi nhà rất đẹp. Hôm nay em quay một cái view, một cái ngôi nhà đẹp để chia sẻ cho tất cả khách trên kênh cũng như mọi người yêu thích ngôi nhà cổ đẹp. Thì em muốn bác chia sẻ cái nhà đẹp này cho mọi người để mọi người có thể là thích kiểu xây dựng hoặc là tham khảo bác nhé. Bác giúp em nhé. Có ý kiến với chú ấy, thôi vâng, thì anh cũng là trưởng chi. Vâng. Thế cho nên các cháu thì nó cũng bảo nó thôi năm ngôi nhà này để cho bố mẹ trước hết là thờ phụng tổ tiên. Vâng. Xong rồi nó già vào đi lại nó thuận tiện, chứ năm cái nhà nâu thì nó vất chìa nèo liền nèo vất vả thế. Vâng. Cho nên cháu nó cố gắng rồi nó. Vâng. Làm được mà. Tức là ý tưởng của bác là ý tưởng của bác với vâng, của các con là giống nhau, là có cái vâng, cái ơn tổ tiên đúng vâng, không ạ? Thì mình chia sẻ các bạn thì bác Hán là người nhà của mình, cho nên bác nhiều tuổi nên bác xưng anh, chứ không phải nếu mà về vai vế thì là như vậy, còn nếu trong về tuổi xã hội thì mình phải là con cháu, cho nên mình chia sẻ là người nhà bên ngoại cho mình. Cho nên hôm nay mình chia sẻ các nhà, ngôi nhà này rất đẹp, ngôi nhà ba gian của bác Hán. Thì các bạn đi vào trong cái mà nhìn chung quanh là cái nơi thờ tự các bạn ơi. Bên trái là các bạn là thì khách vào đây là nơi các bạn, khi mà ngồi ở đây là bác tiếp khách, thì ai ra vào ở cửa là biết hết các bạn nhé. Em quay ra ngoài cửa cho mọi người biết view từ trong nhà ra. Khi khách vào nhà là chủ sự gia đình đều quan sát được, và xe cộ để vào trong đây là an ninh sẽ không bị mất trộm cắp cả, vì ngồi trong nhà biết hết các bạn nhé. Đây là nhìn ra cửa ra vào, còn ở gian chính ra vào thì các bạn biết đây là nơi thờ tự gia tiên các bạn. Đây các bạn nhìn nhé, rất là đẹp. Và khi mà hai bên gian thì các bạn để là nó vừa phải nhưng gian giữa rộng hơn các bạn nhé. Các bạn nhìn là được rất tinh xảo, bức bàn rất đẹp các bạn này, pha văn rất là tinh xảo và toàn dùng vằn ngoài gỗ tốt các bạn. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Em quay trên nóc nhà cho mọi người xem, rất đẹp.
Đấy, các bạn nhìn nhé, ở đây là nơi thờ tự tổ tiên các bạn nhé. Còn bên này là thờ thủ công các bạn, thần linh. Và cho em hỏi một chút bác là cái diện tích của cái lòng nhà này là nhà mình xây là mấy mét bác nhỉ? Còn bề dọc nó bề ngang và bề dọc nhà. Vâng, bề dọc nó hơn 8 mét, 7 mét, bề ngang 5 mét, 26, 7. À vâng, tức là cái gian giữa này rộng hơn hay bằng các gian giữa? Gian giữa là 2 mét để nhận thùng thủy. Tức là mình vẫn kê được án gian và để hai cái lòng được bình vẫn đẹp đúng không ạ? Các bạn nhìn nhé, ở trên thì là nơi cao nhất là có cái rừng hành thờ các cụ, là có ngai của các cụ nhà mình tổ tiên, và dưới là bàn thờ gia tiên, và đây là cái sập để thờ cúng, có khi lễ rất nhiều cái lễ mà rất cần thiết các bạn, rất là đẹp các bạn nhé, đục rất là tinh xảo. Đấy, và bên trái này thì là giường cho hai bác khi nghỉ ngơi tiếp khách, vẫn nét một giữ nét, và có cái hai chiếu các bạn nhé. Thờ phụng với tôi đang nghỉ. Vâng. Đấy còn các bác. Vâng, tức là khi chưa nghỉ tôi còn bước sang bên kia phòng ngủ riêng. Các bạn nhé, thì đây vẫn là có cái tivi để khi ngồi khách xem, coi như là cái gian này vừa là thờ tự nhưng cũng là khi có khách thì vẫn tiếp khách được các bạn. Vẫn là một cái phòng khách luôn các bạn nhé. Thờ phụng thôi, đón khách thôi các bạn nhé. Còn tất cả là bên cạnh này là vẫn phải có các cái phòng ngủ. Các bạn nhé, phòng ngủ bên cạnh này. Đây này các bạn nhìn này. Bên đây là có phòng bếp và phòng ngủ bên quay bên sườn bằng tím nó quay. Thì các bạn nhìn này, đấy đục rất tinh xảo nhé, từ các cái hoa văn chi tiết rất là nhỏ nhưng mà rất là tinh xảo. Các bạn nhìn được. Và cho em hỏi một chút để cho bà con biết, bác là tại sao cái cửa chính nhà mình là không mở hay là mở lúc nào? Chính thì nói chung thì từ xưa xa ra thì các khu cửa chính lúc nào cũng đóng, chỉ có ngày rằm, mùng 1 hoặc là ngày giỗ, ngày Tết, ngày tiệc thì mới mở cửa chính. Tức là ngày thường thường thì để cho nó tránh khỏi cái độ ẩm, thì thường thường gần tối thì cũng mở một vài tiếng hoặc là sáng sớm điều hòa khí thôi. Vâng. Nhưng mà mình vẫn đóng chỉ có lúc mà có ngày Tết, chỉ có công việc trong gia đình, ngày nhà có dỗ tiếp thì hoặc có việc cưới xin thì ta mới mở cửa chính. Vâng, em biết rồi. Còn hai cửa thường thường vẫn đi hai cửa. Vâng, hai cửa thì cứ. Và các bạn nhìn thấy nhá, ở trong gia đình thì nát một cái gạch đỏ rất truyền thống. Vì khi gạch đỏ này thì sẽ kê các cái đồ thờ, đồ cổ này, đồ gỗ này thì nó sẽ ăn khớp với nhau. Còn nếu mà gạch đây mà nát, kể cả gạch men mà mấy trăm một mét vuông thì không thể kê hợp với các cái đồ cổ này được. Đồ gỗ như là trường kỷ hoặc sập này hoặc đồ thờ thì cái màu đỏ này nó là một cái màu truyền thống mà rất là sang và đẹp và rất sạch. Các bạn nhé, mình chia sẻ các bạn như vậy. Và cái không, các bạn nhìn trên cái toàn bộ trên mái nhà thì các bạn biết là giữ được một cái là ở trên là lót được một lượt gỗ nhỉ. Vâng, hai ngói trồng. Ngói trồng, tức là ngói trồng các bạn. Vui trồng các bạn nhá. Thì như thế này thì là nó sẽ cách nhiệt, nó rất mát so với nhà mái bằng. Nếu nhà mái bằng ấy thì mùa hè thì nó hấp hơi, và mùa đông thì lạnh, nhưng mà cái nhà nó sẽ ấm các bạn nhá, ấm cả mùa về mùa đông và mát về mùa hè. Vì nó giữ được nhiệt rất tốt các bạn đấy, cho nên là có một lượt cuối. Vâng. Nó giữ nhiệt, nó không nóng và cũng không lạnh. Vì mùa đông thì nó không lạnh toát như nhà máy bằng các bạn. Nó có một cái khí dương âm, cái dương khí rất tốt cho cái ngôi nhà, bởi vì là đây là một cái nói một lượt gọi là vui trồng các bạn. Nó cách nhiệt rất tốt cho khi những mùa hè nóng nực, và mùa đông thì nó đỡ bị lạnh các bạn, nó khác với bê tông. Nên là cái nét nét được truyền thống rất tốt. Và các bạn nhìn xem các cái hoa văn lục lẽo của các cái câu rồi các cái nắp rất là đẹp luôn và tinh xảo các bạn. Và toàn bộ chữ thì câu đối của bốn bách hoành câu đối thì đều có khảm mạ vàng các bạn nhìn nhé. Đấy, và các bạn nhìn rất là truyền thống của người nét Việt cổ. Và bên này thì bên trái các bạn là khách, thì vừa tiếp khách nhưng mà vẫn có một cái tủ chè. Đấy, các bạn nhìn một cái tủ chè giúp giữ truyền thống bằng cánh phẳng, và nhiều người hỏi mua nhưng bác không bán để chơi. Và trên đây được ông Tam Đa Phúc Lục Thọ trên đấy các bạn. Đấy là một cái nét truyền thống. Còn một cái này, một câu chuyện chia sẻ một cái rất là hay, đây là anh hùng La Văn Cầu nhỉ. Anh hùng La Văn Cầu là có trong cái lịch sử của chiến tranh chống Pháp bác. Thì bác Hán cùng với tiểu đoàn của trung đoàn của với La Văn Cầu các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Hãnh diện không? Đây là một cái câu chuyện là có thật các bạn nhé. Đấy, rất là đấy, các bạn, đây là một trung đoàn 174. Đấy, các bạn là một số các bạn, các cháu học sinh mà đã học văn hóa về cách mạng thì đây là anh hùng La Văn Cầu. Và bác Hán thì ngồi bên phải áo lông, còn La Văn Cầu thì cộc tay thì ngồi bên trái các bạn. Các bạn nhìn trái màn hình. Đấy, các bạn, đây là cùng một trung đoàn. Đấy.
một người đã chiến sĩ cách mạng các bạn, về nhà hôm nay thì hưởng cái niềm vui cùng con cháu các bạn nhé, rất là hạnh phúc các bạn. Đây là ngôi nhà ba gian đấy các bạn, và các bạn ra ngoài một cái bố cục nó rất là văn hóa, rất là hài hòa. Thì các bạn ra sân thì mình quay lại một chút cho các bạn xem đây nhé các bạn. Bên khi mà ngôi nhà ba gian thì cái phòng ngủ chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nếu như gia đình bác đây mà xây dựng thêm một cái nhà gác thì nó phá toàn bộ cái phong cách phong thủy và nó phá đi tất cả cái đẹp nét đẹp của truyền thống của người nông dân, của người của nông thôn. Chính vì vậy mà bên cạnh này xây dựng thêm được một cái hệ thống nhà ngang mà toàn bộ vẫn được ngoái ta, vẫn được cái gian để ở này, và vẫn có trần và điều hòa, vẫn có hiện đại nhưng mà ở ngoài nhìn vào thì vẫn là mang một nét truyền thống. Và bên này vẫn có bếp ga hiện đại, một góc này vẫn có bùng ăn đàng hoàng. Các bạn thì nhìn này, các bạn theo chân mình vào đây. Đây là cái bếp vẫn là giữ được cái nét đẹp rất là hay và rất là hiện đại. Bên kia thì truyền thống, bên này vẫn có thể đặt khai mâm cơm khi có việc con cháu các bạn nhé, bác để cái ông thì đây là vẫn có đủ toàn bộ là đun nấu và rộng rãi, rất là sạch sẽ. Còn đây là cái phòng ăn, có thể là được hai mâm cơm đấy, và đây vẫn rửa ráy rồi vẫn nấu nướng bên đây. Đấy, các bạn nhé, đây là một cái rất là quan trọng. Và trong cái bài tiết phong thủy đây thì cũng rất là khoa học, tức là cái tủ lạnh đây là thuộc về thủy nhưng không bao giờ quay vào cái mặt của ông táo cả các bạn nhé. Đấy, rất là hay các bạn nhé. Và thứ hai nữa là cái mộ tiết của cái phong thủy của cái thôn Trung Thành, xã Tường Mỗ ấy, thì mình chia sẻ với các bạn một chút ấy, để các bạn theo mình ra ngoài sân để phân kim cho toàn bộ cái phong thủy của ngôi nhà này là rất hài hòa phong thủy các bạn nhé. Thì cổng ở bên trái nhé, các cổng của cổng bên trái đi vào là huyền quan. Huyền quan là đi bên trái này vào, thì bếp ở bên phải là bài tiết khí rất tốt, tức là cái nơi mộ, tức là nơi mà sinh ra những khí xấu, năng lượng xấu. Nhà vệ sinh thì đặt ở phía tây, các bạn nhé, phía tây của ngôi nhà, tức là nơi bài tiết, còn nơi long mạch của xóm Trung Thành là chạy từ hà mộ sang, từ bên trái sang bên phải, tức là cao ở đông bắc và thoải ở tây nam, tức là đi từ trái sang phải, tượng rất hoài hòa âm dương. Và bên đây là khí vào thì đây là khí ra, thì nơi bài tiết đặt bếp ở bên này rất là phong thủy. Mà phong thủy đây thì không còn nhờ một thời nào, mà gia đình làm thầy quen là truyền thống rồi, thầy không bằng được nên các bạn rất là hay các bạn nhé. Đây là một cái rất là thực tế luôn. Như là bên phải đây là bếp các bạn nhé, rất là hài hòa. Và đây là cửa ra vào các bạn nhé, cửa ra vào thì đây là huyền quan. Trong yếu tố phong thủy là ba yếu tố là chủ táo môn, thì bếp thì đặt ở bên này là táo, vào cửa ra vào, và phòng khách thì ngồi quan sát được khách ra vào. Đó là một cái thiết kế của người Việt cổ. Nếu mà chúng ta mà văn hóa mà chúng ta không bám vào văn hóa của người Việt cổ thì nó hoàn toàn phá cách, và dựa văn hóa Việt cổ thì nó cái trường tồn mãi mãi các bạn nhé. Các bạn nhìn đấy, đục nét từ tất cả hoa văn từ ngoài rất là đẹp các bạn nhé, nhìn đấy rất là đẹp luôn. Và giữ được cái mình nói nãy, cái khế này là một, nó tôn lên cái nhà rất đẹp các bạn nhé. Đấy. Cửa chính này thì không bao giờ mở, chỉ có bao giờ có việc như ngày Tết này, hay là có cưới xin này, hoặc là ngày có việc trong gia đình có sự việc thì mới mở cửa chính vào để lễ ra tiên thôi, còn đi hai cửa phụ vào. Và trong nhà khi mà Tết thì bác là trưởng cho nên là rất đông con cháu, thì con cháu mà nhiều quá thì có thể các cháu trẻ có thể ngồi gốc cây thôi ngày Tết, còn trong nhà các bác lớn tuổi, các ông lớn tuổi ngồi trong nhà uống nước ở hai bên rất là văn hóa và ngồi để chơi. Còn ngày thứ bảy nhật về thì các cháu có thể ngồi đây vừa chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, vừa chia sẻ những cái kinh nghiệm làm ăn và chia sẻ những kinh nghiệm thời ấu thơ. Thì cái cây khế này chính là cái nơi mà nó vun đúc cái tình cảm, nó vun đúc tất cả những cái tình yêu quê đất nước để xây dựng nên một con người truyền thống. Và mình chia sẻ hôm nay các bạn á thì cái nhà đẹp ấy là một vấn đề thôi, nhưng mà mình thích làm một cái văn hóa thì là bác Hán là một chiến sĩ cách mạng, là một người bạn của mình vừa quay các bạn đấy là với Nam Văn Cầu đấy, tức là mình cái rất cái hay mà chia sẻ các bạn đó là một nhân chứng thật trong cách mạng, mà bác làm cũng là thương binh các chiều nhé. Mình cảm ơn các bạn thấy hay thì đăng ký kênh Đức Nhân TV ủng hộ mình, và mình sẽ có những video thiết thực nhất chia sẻ các bạn. Xin chào các bạn, gặp lại phía sau, xin chào. Chào bác. Cái gì nhỉ? Đấy các bạn thấy không, đây là một cái nét văn hóa truyền thống của người Việt. Khi mà có một cái việc sự việc gì thì người Việt và người hàng xóm láng giềng thì có những cái quả to nhỏ này cũng đến chia sẻ với nhau và mang tình cảm cho nhau. Đấy. Con dầu thì mới mang sang, con dầu không mang sang. Đấy các bạn thấy không, đó một cái văn hóa tuyệt vời truyền thống của người Việt. Đấy, đây là cô Lương ấy, bà Lương mang sang cho bà Bảo các bạn nhé. Đấy, một cái nét truyền thống. Đấy, các bạn thấy không, nó cứ nhặt. Đấy. Thế nó con đầy quả này nó rụng mới nó ấy ba nước ăn. Đấy các bạn thấy không? Thế là đây là một cái nét văn hóa rất là con hay của người Việt nhé các bạn nhé. Chỉ có ở nông thôn mới có được cái nét văn hóa này. Cụ Thành Hoa đâu, cụ Thành Hoa đâu, này quan dầu đâu.
cũng ít. Ít à? Ít mà. Đấy các bạn thấy không? Đấy, quả cau này các bạn nhé. Cái quả này ăn trước, quả này đi ba ăn trước. Ừ. Thôi ba cái đấy đi. Các bạn thấy không? Thế thôi, không, không mất tiền các bạn nhé. Nên là các hàng xóm láng giềng và gọi là tú được tên với nhau có gì cũng chia sẻ. Có bát canh ngọt cũng mang cho và có quả cau cũng mang cho nhau để đấy các bạn thấy không? Cho cháu xin mấy quả nhá. Đấy cháu vâng. Rồi, cháu vâng. Cảm ơn cô nhé. Vâng. Đấy quả ngon đấy. Đấy mấy quả thôi. Mẹ cháu cũng không dùng nhiều giờ nữa rồi. Cảm ơn cô nhé. Các bạn thấy không? Đây là một nét văn hóa truyền thống của người Việt các bạn nhé. Khi có một cái gì thì cũng mang cho nhau và khi mà ở cái văn hóa truyền thống nông dân này, nông thôn này thì nhất là có cưới xin việc gì thì đều đến làm giúp cho nhau. Bạn đấy, rất là văn hóa, rất là truyền thống các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn. Đẹp mới bán được thế.